Vâng, xin chào các anh chị, xin chào, chào mừng các anh chị quay trở lại với bài học tiếp theo. Và tên của bài học này, bài học số 6 đấy là chúng ta sẽ lựa chọn tên thương hiệu và thiết kế bộ nhận diện thương hiệu nếu như mà chúng ta tự làm. Ok, như tôi đã nói, đây là cái bộ khóa học gọi là chọn bộ bí kíp kinh doanh trà chanh nói riêng, trà sữa, thì cà phê, nói chung là các quán đồ uống nói chung. Và tư duy của tôi là giúp cho các anh chị và các bạn hình thành trong đầu là nếu như mình muốn mở một quán thì mình sẽ phải học những cái gì. Thì các cái bài học nó sẽ hướng dẫn cho các anh chị như vậy, được chưa? Và bài học này thì giải quyết vấn đề là nếu như bây giờ tôi tự mở, tôi cần một cái tên và tôi cần phải thiết kế nhận diện thương hiệu như thế nào, thì thầy Phan Anh sẽ dạy cho các anh chị điều đấy. Ok, đầu tiên thì nếu mà chúng ta chọn mở một cái cửa hàng riêng thì chúng ta cần phải nghĩ đến một cái tên thương hiệu, chọn một cái màu sắc hoặc phong cách chủ đạo để có thể bắt đầu. Đấy, thế thì cái tên có thể là chọn như thế nào? Có thể là tên của gia đình, tên của bạn bè, đúng không ạ? Tên của chính mình, có thể là cách ghép chữ, có thể là một cái danh từ, có thể là một cái địa danh, có thể là một cái nhân vật hoạt hình, có thể là một cái nhân vật trong một cái bộ phim bạn thích, có thể là một cái nhân vật trong cái một cái cuốn truyện, cuốn tiểu thuyết, truyện tranh mà bạn thích. Có thể là sử dụng các cái cách ghép chữ tiếng Việt, ghép chữ tiếng Anh. Ok, tôi sẽ lấy ví dụ nha. Ví dụ như là cà phê Starbucks Coffee rất nổi tiếng trên thế giới, đúng không? Ở Việt Nam cũng có mấy cửa hàng đấy. Tôi cũng sang Mỹ, tôi được đi du lịch của sang châu thì tôi thấy cũng rất là nhiều các cửa hàng như vậy. Thế thì nghe cái tên Starbucks nghe có vẻ rất là kinh khủng, rất là Tây. Nhưng mà xuất xứ của cái tên này nó chính là một cái nhân vật trong một cái cuốn truyện mà những cái người sáng lập ra cái thương hiệu cà phê Starbucks này họ thích. Thế thôi. Thế là sau hơn 100 năm thì nó trở thành thương hiệu toàn cầu. Nó trở thành thương hiệu toàn cầu không phải bởi vì nó có tên là Starbucks, mà bởi vì cái mô hình đó, cái cách kinh doanh đó, cái sản phẩm đó nó đúng, nó hợp, nó tốt. Và người ta thành công, người ta thành công, người ta nhân rộng ra. Cái tên thì nó chỉ là một phần cấu thành trong mô hình kinh doanh mà thôi, đúng không ạ? Tất nhiên có cái tên hay, đọc nó sướng mồm thì nó cũng sẽ có nhiều cái lợi thế. Ví dụ như là trước đây người ta đã mua lại cái thương hiệu McDonald's bởi vì cái tên đó đặc sệt là tên của Mỹ, đúng không ạ? Vâng, thế nên là bây giờ McDonald's cũng lại bán được toàn cầu. Nói chung nước Mỹ là cái nước mà nó đẻ ra rất nhiều các cái thương hiệu toàn cầu, tức là cả thế giới phải sử dụng, từ đồ ăn, đồ uống cho đến các công ty công nghệ, đúng không? Rồi, thế rồi thì chúng ta cũng có thể chọn ví dụ như là The Coffee Bean and Tea and Leaf. Đó thì các bạn thấy đấy, Coffee Bean là cái hạt cà phê, Tea Leaf là cái lá trà, tức là một cái quán bán cà phê và bán trà thế thôi. Tiki ở Việt Nam nghe có vẻ rất là Tây Tây, đúng không? Nhưng mà thực ra Tiki là viết tắt của chữ tiết kiệm. Đấy, nghe có vẻ kinh khủng nhưng mà dịch ra thì thấy bàng hoàng. Tức là nó rất đơn giản. Nhưng bây giờ Tiki là một thương hiệu lớn bởi vì họ đã mỗi một năm họ đã lỗ hàng trăm tỷ để làm thương hiệu, để làm kinh doanh. Thế đấy, các bạn thấy không? Nhưng bây giờ tôi sẽ gợi ý cho các bạn một số những cái tên, một số cái ý tưởng để các bạn có thể hình dung ra, đúng không? Ví dụ như tên tôi là Phan Anh thì tôi có thể mở một cái quán tên là PAT. Đọc là party, đúng không? Rất là hay. Hoặc là party, tức là bar, đi bar đấy. Bình thường đi bar sàn nhạc nhảy, tức là phải đến uống rượu mạnh, nhưng bây giờ là party, đúng không? Hay là tea bar, tức là đến một quán bar nhưng được phục vụ trà chanh, cũng rất là vui, đúng không? Mình đưa cái mô hình sàn nhạc vào, mình bán trà, không có một chút gì có đồ cồn cả. Vì mình làm trà chanh thì nó sẽ có liên quan đến hai từ tiếng Anh là tea và lemon, đúng không? Thế thì mình có thể sử dụng là tea lemon. Tea lemon là chữ T đấy, trong tiếng Anh đọc là tea luôn, đúng không? Rất là hay. Hay là lemon tea cũng rất là hay, đúng không? Hay là tea lem. Tea lem tức là gì? Tea tức là trà, lem là lemon đấy, viết tắt của chữ lemon, lem, L-A-M, đúng không? Rất hay. Hay lại tea lem, tea LM, đúng không? Đấy. Hay ví dụ như một cái tên tôi nghĩ ra cũng khá là thú vị như là Chego, đúng không? Chego, Chego
viết lái của từ chém gió cũng rất là hay. Thế thì khi người ta dịch ra được cái nghĩa này, Chego đọc nghe cũng rất là tây đúng không, nhưng mà nó viết tắt của chữ chém gió. Trà chanh là để làm gì? Để chém gió đấy. Hay là li ti đúng không, thì l y ngắn, tây y ngắn, li ti thì cũng là có một cái chữ ti đấy, cũng là một cái nghĩa là trà, cũng rất là thú vị đúng không. Các cái nhân vật hoạt hình mà bạn yêu thích mình có thể đưa vào, như là lọ lem ti đấy, hoặc là gì ghép những cái từ tiếng Anh như là innovation thì sử dụng cái từ là innoti, tức là trà sáng tạo đúng không, hay là formula ti, trà công thức, nghe cũng rất là hay đấy. Hoặc là bây giờ có bọn Nhật thì nó có trà đạo đúng không, thì trà Nhật thì bây giờ mình cũng có thể đưa trà Nhật vào đấy. Thì tôi sẽ nói một cái video tôi sẽ nói về cái trà Nhật cho mọi người để mọi người hình dung ra được, rất là hay. Trà Nhật này, trà Đài Loan này, trà Trung Quốc, đấy là những đất nước mà nó rất cầu kỳ về mặt trà, mình nên học để sau mình đưa vào cái thương vụ kinh doanh của mình nó mới thú vị đúng không. Hay là patipa, vâng, hay là tea party cũng rất là vui. À, hay là mình có thể ghép hai từ là từ tea house, tea là trà, house là ngôi nhà của trà, Phan Anh tea house, hoặc là pa phẩy đúng không ạ, tea house tức là ngôi nhà trà của Phan Anh, pa thì kiểu dấu sở hữu cách ấy, cũng thú vị lắm đúng không. Thế thì cái PA ở đây là tên tôi, thì bây giờ bạn ghép tên bạn vào, ghép tên con bạn vào, ghép tên vợ, tên chồng của bạn vào, thậm chí ghép tên người yêu cũ vào cũng chẳng sao cả. Hay con chó, con mèo mà bạn thích sao, đúng không? Đấy, thì ở Việt Nam nó có The Coffee House, tức là gì? Đấy là ngôi nhà của cà phê. Thì bây giờ mình cũng có The House of Tea, hoặc là The Tea of House, hoặc là The Tea House. Ồ, rất là hay. Yên tâm đi ạ, tiếng Anh của tôi khá là chuẩn đấy, đừng lo. Đúng ạ, vừa mới thi chuẩn IELTS, đạt chuẩn điểm số tốt luôn. Và hay là tin ti, đúng không? Trà dành cho tuổi tin, tin ti, ghép vào, viết liền, rất là hay. Hay là tea room, room là phòng trà, đúng không? Thậm chí là tea station, station là cái nhà ga ấy, đúng không? Và nhà ga thì nó rất là đông đúc, rất là nhộn nhịp. À, nhà ga bán trà, tea station, nghe hay không? Rất hay đúng không? Thậm chí là tea salon, tea resort. Đó, hay là lemon resort đúng không ạ? Resort chanh đúng không? Resort trà. Đi uống trà giống như mình đang thưởng thức ở trong resort cũng rất là hay. Đợt trước thì tôi đi resort Phú Quốc, Intercontinental ở trong Phú Quốc ấy. Đấy là cái resort mà gần như có thể nói là cao cấp nhất ở Phú Quốc. Thế còn ở Đà Nẵng thì có Intercontinental đúng không ạ, hoặc là JW Marriott ở Phú Quốc cũng rất là đẹp. Vâng, đợt trước thì tôi có đi du lịch, đi nghỉ dưỡng ở Phú Quốc, thì trong đó nó có Intercontinental này cực kỳ đẹp này, hoặc là JW Marriott của Phú Quốc cũng rất là đẹp. Còn ở Đà Nẵng thì cũng có Intercontinental, cũng thuộc dạng resort là tiêu chuẩn là 5-6 cộng đúng không. Thế thì nó có những cái không gian rất là đẹp để mình thưởng thức trà. Đấy, ở JW Marriott tôi đã đến cái chỗ bán đồ uống này, nó có vô vàn các phong cách đồ uống, nào ngồi, nào đứng, nào nằm, nào quạt, nhiều lắm. Thì nó quá là rộng, quá là đẹp, thì tôi mới nảy ra cái ý là tea resort cũng rất là hay. Thì vân vân, đây là tôi đưa cho các bạn các gợi ý để các bạn nảy số thôi, chứ không phải là các bạn sẽ làm đúng như thế này. Nhưng mà thật ra nếu mà các bạn mua một cái bộ khoa có mấy trăm ngàn mà các bạn nghĩ được một cái tên tuyệt vời như này thì tôi nghĩ xứng đáng, đúng không? Lựa chọn một cái tên thì cố gắng phải khớp với phong cách, khớp với cái phong thủy của mình. Nếu mình muốn về phong thủy, mình thích, mình yêu nó, đúng không? Tên của vợ mình, tên của con mình, tên của chồng mình, tên của hai vợ chồng mình ghép vào nhau, thì tên của dòng họ của mình rất là hay, đúng không? Thì như thế thì mình sẽ yêu nó, mình sẽ thích nó, mình sẽ chăm chút cho nó. Đấy, và đặc biệt là phải khớp với phong cách của quán và cái sự tưởng tượng của khách hàng. Ví dụ như tea resort nghe nó cảm thấy rất là sang, bởi vì nó gắn cái chữ resort vào. Thế nhưng mà vào cái quán này trông như là cái chuồng lợn, chuồng gà, trông như là cái nhà nghỉ một sao thì làm sao mà resort được, đúng không? Đấy, ý tôi là như vậy. Cái tên tea resort thì mình phải làm cho nó ra dáng resort một chút. Tên thì nên đặt tên nó tây tây, sáng tạo một chút, dễ thương một chút, dễ nhớ một chút nhá. Và
ngắn gọn, cô đọng xúc tích, dễ thương dễ nhớ, ok, và có ý tưởng, có sáng tạo, có ý nghĩa. Đấy, sau khi chọn được tên rồi thì mình cần phải thiết kế logo. Logo là cái biểu tượng ấy, cái nhận diện của nó ấy. Ví dụ như là cái hình dấu phẩy như Nike, hay là cái hình chữ F như Facebook, kiểu như thế, đấy gọi là cái logo. Màu sắc, nhận diện đặc trưng. Thì khi thiết kế logo thì chúng ta cần phải hướng tới tập khách hàng cụ thể của chúng ta. Thí dụ như chè thì thường là nó sẽ làm cái phong cách khá là trẻ. Màu sắc thì chúng ta cũng nên chọn những cái màu nó tươi trẻ như là xanh lá cây, hay là xanh lam, hay là vàng chanh, hay là hồng neon, xanh neon, hoặc những cái lặng gam màu rất mạnh, đúng không? Nếu mà chúng ta làm phòng trà phong cách già thì sẽ phải già dặn và có triết lý hơn một chút. Đấy, và màu sắc thì còn phải có màu sắc đặc trưng. Thí dụ như Starbucks Coffee thì họ sẽ có màu xanh của nàng tiên cá, hay là Highland thì có màu đặc trưng là màu đỏ, thì nhìn nó phải có cái sự đặc trưng nhất định, đúng không? Chúng ta có thể chọn 1 đến 2 màu chủ đạo thôi, đừng chọn quá nhiều nhá. Đấy, và thí dụ như là màu xanh thì nó cũng tượng trưng cho tuổi trẻ, tượng trưng cho lá trà. Màu vàng chanh thì tượng trưng cho quả chanh, hoặc thậm chí màu xanh cũng tượng trưng cho quả chanh. Ở Việt Nam thì mình thường xài chanh xanh mà. Có bọn Tây nó mới có chanh vàng. Đấy, cái chanh vàng của nó thì được cái nhiều nước, nhưng mà nó không chua bằng cái chanh xanh của mình đâu. Đó. Ok. Về logo thì các bạn có thể thuê thiết kế, hoặc tự thiết kế, hoặc là tìm Google search xong rồi tìm các ý tưởng, tự vẽ, đúng không? Thế cái giá thuê thì trên thị trường nó cũng rất là vô vàn. Có thể là 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 5 triệu, 10 triệu, thậm chí cả 100 triệu. Nhưng mà thôi đừng đầu tư cho cái đấy nhiều. Mình đầu tư trong khoảng từ 3 đến 7 triệu đổ lại, mà rơi vào khoảng 5 triệu là đẹp. Rẻ hơn thì mình sẽ kiếm được cái thợ nó đều, mà đắt hơn thì mình không có tiền nhá. Đấy, mình có thể là khi mình sản xuất ra cái logo đấy để sau này mình làm gì, và cái màu sắc đấy mình làm gì, đúng không? Mình sẽ đưa tất cả thứ đó vào trong là bao bì, túi sách, đúng không ạ? Rồi thì giấy gói, giấy lau, ống hút, cốc, chén, cốc nhựa. Đấy, rồi thì tạp dề, đồng phục, in trong thìa, dĩa, in trong hóa đơn, rồi in trong các stamp, rồi in trên bản biểu, vân vân, rồi in trên khăn lau, vân vân, tất cả những cái gọi là vật phẩm quảng cáo thì đều in cái logo như vậy đó, và có cái màu sắc như vậy nha. Thế thì một cái bộ nhận diện logo chuẩn sẽ bao gồm những cái gì, đúng không? Thì như tôi vừa nói, đó là các cái thông số kỹ thuật, thông số màu, được thiết kế rất là rõ ràng trên bản có màu, bản âm bản, và trên những cái các cái chất liệu khác nhau thì nó sẽ màu như thế nào, thì mình phải quy định rất là rõ. Đấy là cái sự chuẩn mực đấy ạ. Đấy, thì chúng ta in nó trên hết những cái vật phẩm quảng cáo như tôi vừa nói, cốc, thìa, khăn, túi tắm, khăn lau, hóa đơn, vật phẩm quà tặng, vật phẩm bán kèm, ví dụ như là bình nước hay là cốc uống nước, ô che mưa, ô che nắng, vân vân. Website, banner, Facebook, kênh YouTube đều bắn hết những cái logo đấy lên, và màu sắc và nhận diện đấy lên. Vâng, thế nếu mà các anh chị và các bạn cần mà tôi có thể tư vấn hoặc là thiết kế cho các anh chị và các bạn, bởi vì tôi cũng có công ty về media chuyên chụp ảnh, chuyên quay video, chuyên làm TVC, chuyên thiết kế đồ họa rất là mạnh, đồ đạc cũng đầu tư đến cả tỷ tiền đồ, máy dựng phim, máy chụp ảnh rất rất chuyên nghiệp. Thì giới thiệu như vậy để cho các anh chị và các bạn, để các bạn có thể liên hệ để trao đổi. Tất nhiên thì cái chi phí thì theo cái tinh thần là tiền trao cháo múc, không có cái gì cả, cứ thuận mua vừa bán. Đấy, thầy Phan Anh thì giới thiệu như vậy, đúng không? Chúng ta cũng phải thiết kế cả kiểu dáng chai lọ, kiểu dáng của cốc, cốc giấy hay là cốc nhựa, hay là cốc thủy tinh, hay là cốc sứ. Rồi thì các cái menu, rồi các cái tất cả những cái thứ đấy, giấy tờ chúng ta đều có thể làm để gắn cái đó vào, và chúng ta có những cái màu sắc chủ đạo, hình hòa, rồi thì con vật hay là cái biểu tượng của thương hiệu đó nhá. Ok chưa ạ? Thế thì các bạn đã hiểu thì các bạn sẽ phải làm gì rồi chưa ạ? Rồi ạ. Một lần nữa xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi video bài học này.
Thì tôi xin phép tổng kết lại cái bài học này là gồm những cái gì. Một là chọn cái tên, hai là thuê thiết kế logo, ba là có thể nghĩ ra một cái slogan hay một cái tag name, được một câu khẩu hiệu. Đấy. Bốn là chúng ta thiết kế phải có màu sắc chủ đạo. Năm là sau khi xong xuôi hết thì bắn tất cả những cái thứ đấy vào các cái gọi là vật phẩm quảng cáo bán hàng, rất là cụ thể, như là cốc chén bàn ghế, đồng phục nhân viên, bảng biểu thì bắn vào đấy và có thông số màu, thông số các thứ cụ thể, được chưa ạ? Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong video bài học tiếp theo. Xin cảm ơn, bye bye.